TVB kinh điển. Hân hạnh mang đến cho quý khán giả những thước phim kinh điển đã góp phần đưa tên tuổi TVB và sau Hồng Kông ra khắp châu Á với loạt phim võ hiệp kinh điển. Phim hài vui nhộn. Phim gia đình đầy cảm động. Phim tâm lý hấp dẫn cùng những cuộc đấu trí cam go để tìm ra chân tướng sự thật. Kênh phim kinh điển chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm xem phim thú vị đến cho bạn. Hãy cùng TVB thưởng thức kinh điển, ôn lại cảm xúc. Tất cả có tại kênh TVB kinh điển trên YouTube. Quét mã QR để đăng ký theo dõi kênh TVB kinh điển, thưởng thức phim hay. Nhỏ xui xẻo này à, đừng cho cô vô nhà, chuyện vui cũng thành chuyện buồn. Cô dâu xui xẻo này, ngay từ nhỏ cha mẹ đã chết ở khúc cua tử thần Tân Nương Đàm, cho đến hôm nay cơn ác mộng này vẫn chưa hết. Cùng một địa điểm, cùng một truyền thuyết, nhưng mà tất cả không phải ngẫu nhiên. Đồ đạc đã gom hết rồi, sao không đây? Chỗ này là nơi con sinh sống từ nhỏ tới lớn. Ngọc à, nội thật sự có lỗi với con. Nội cũng là con dâu nuôi từ nhỏ, lý nào nội không biết nỗi khổ của một người con dâu như vậy. Nội ích kỷ, nội vì đứa con trai đứng nhìn con bị người ta hành hạ, nhìn thấy hai má con kiện phong, dùng tình cảm ép buộc con về làm dâu. Con không phải là đứa xui xẻo, con là một đứa tội nghiệp. Bà nội, bấy lâu con luôn nghĩ là nội ghét con nên mới không muốn con lấy kiện phong. Con không nghĩ là nội cũng đồng cảnh ngộ, không muốn con đi vào vết xe đổ. Bà nội, con hứa với nội, con nhất định sẽ sống đàng hoàng. Anh tốt với em như vậy, nhưng cuối cùng em cũng phải đi. Em xin lỗi. Sau khi em dọn ra ngoài, chuyện gì cũng phải cẩn thận, phải sống cuộc sống mà em thật sự muốn có. Ngọc bữa cơm. Sư phụ. Chà, sao cô ở đây vậy? Anh nghĩ anh đang hẹn riêng sao? Tôi cũng không biết cô đang nói gì nữa. Chà. Chà. Nè, bữa này là vì cảm ơn hai người nên mời hai người ăn thôi. Vậy tôi không khách sáo nha. Nghe nói sashimi tôm hùm ở đây ngon lắm. Hào sống. Nè, người ta bỏ tiền cô bỏ mạng sao? Ăn nhiều đồ sống như vậy coi chừng bị nổi ghẻ cho coi. À, trời ơi, tiến sĩ Phan gì giúp em đã góp rất nhiều công sức. Phải, đúng là cổ có góp chút sức. Sư phụ cũng giúp em rất nhiều. Anh vì muốn cứu em thoát khỏi biển khổ để ép em quỷ đám cưới này, luôn cả kế hẹn cũng dám dùng luôn. Kế hẹn gì chứ? Giả bộ tỏ tình. Những tình tiết cù lần như vậy chỉ có anh mới nghĩ ra thôi, em thật sự không tin đâu. À, là kế hẹn cho cổ nghĩ ra thôi. Hả? Cô nghĩ ra cách đó hả tiến sĩ Phan? Phải đó, tôi nghĩ đó. Tôi tệ nhất, tôi có thể kêu thức ăn chưa? Được rồi. Với lại bữa ăn này hy vọng là cả hai người có thể tiễn biệt tôi.
Bởi vì công ty phái em đi làm phóng viên thường trú ở Anh Quốc rồi. Hả? Xảy ra nhiều chuyện, đi một thời gian cũng tốt. Vậy khi nào em về? Chưa biết nữa. Vậy tôi chúc cô qua Anh Quốc phát triển thuận lợi. Cảm ơn. Vậy sư phụ cũng chúc em thuận buồm xuôi gió, phát triển sự nghiệp. Cảm ơn sư phụ. Nè, làm ơn. Dạ. Lát nữa có thể chuẩn bị cho tôi 2 vé đậu xe hay không? Được, làm ơn đợi một lát. Ừ. Bộ em có lấy xe hả? Phải, mới bị anh la xong mà. Với lại em qua Anh Quốc cũng phải tự mình lái xe chứ. Em đã lớn rồi, phải tự lập, không thể suốt ngày quá gian xe của anh nữa. Vậy hay lắm, không cần chở cổ, chở tôi đi. Cảm ơn. Hôm nay Topaz không cần anh chở thôi. Hôm cổ ra sân bay có lẽ sẽ không lái xe. Tới lúc đó anh cứ chủ động đòi chở cổ tới sân bay. Đường dài như vậy muốn nói gì mà không được. Ai cần cô bạn những kế hẹn này kia chứ. Tôi có nói truyền thuyết Tân Nương Đàm có 2 phiên bản mà. Nhưng mà trong lòng tôi thật ra có phiên bản thứ 3. Phiên bản thứ 3 chính là trong số những kiệu phu hôm đó khiêng cô dâu đi lấy chồng, trong đó có một kiệu phu rất yêu cô gái này. Kiệu phu vì muốn ngăn cản tiểu thư xuất giá, tạo ra một tai nạn giả, làm cho tất cả mọi người đều tưởng đâu tiểu thư chết đuối rồi. Sau đó kiệu phu dẫn theo tiểu thư cao bay xa chạy. Kiệu phu cướp cô dâu, nghe kể chuyện đương nhiên là lãng mạn rồi. 2 vợ chồng cao bay xa chạy cũng phải chịu cảnh nghèo mà thôi. Đến lúc đó kiệu phu nuôi không nổi cô dâu, cô dâu thì lại trách kiệu phu vô dụng, đến cuối cùng cũng biến thành oán hận. Cô dâu không hề chê kiệu phu đó là kiệu phu. Nếu kiệu phu chấp nhất thì đừng làm kiệu phu nữa. Cố gắng nâng cao bản thân, cùng thay đổi đi. Tôi đang lái xe đó nha, đừng có làm phiền tôi có được hay không? Nhưng thực tình tôi đâu có tính sai điểm nào đâu. Xin chào. Có thật không vậy? Xin chào tiến sĩ Phan. Tính sai điểm cái gì chứ? Năm nay phần thi viết kỳ thi không học bổng, có người giành được 100 điểm. Học trò tương lai của cô năm nay không có phỏng vấn, 3 người có điểm cao nhất đều được nhận vào. Là người nào vậy? Là anh ta. Tôi tới bổ sung phiếu đăng ký. Đợi thư thông báo đi, yên tâm chắc chắn có phần anh. Cô từng nói dù làm kiệu phu cũng phải là một kiệu phu có thực lực mà. Nè, cái gì đây? Có phải anh thi viết đã gian lận không? Mắc gì phải gian lận chứ. Nè mọi người à, làm ơn đi, người đó đã mất tích bấy lâu rồi, đừng có lười quá đăng bài mới đi mà. Cái gì? Bài đó là do ba của tôi đăng mà. Anh và thầy phó là... Bộ cô không để ý sao? Tôi cũng mang họ Phó. Phó Tử Bắc. Gì đây? Sao anh chọn dân tộc học? Anh có hứng thú sao? Cô đó nha, nghĩ nhiều quá rồi. Tôi hả? Khoa nào tôi cũng đăng ký hết, không có khoa nào chịu nhận tôi, chỉ có khoa này nhận tôi mà thôi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Sao không ai nói cho mình biết bây giờ là mấy giờ vậy? Bây giờ là 0 giờ 0 phút. Câu chuyện kỳ lạ sân trường đại học. Sư Phó Tông Minh Thiên Cổ, Thông Kim Đạt Cổ, Thế Vô Thường, Minh Giả Phong Cách, Trung Vũ Quy, đồng nghiệp khoa dân tộc học. Ngày đầu tiên tới trường đã trễ giờ, sẽ phá hoại hình ảnh tiến sĩ xinh đẹp phan đoá lạp của cô đó. Bạn bác, ngày đầu tiên tới trường đại học đã trễ hơn giáo viên, sinh viên có tuổi cũng không có nghĩa là có thể lãng phí tiền của người đóng thuế đâu. Mới sáng sớm đang nói lung tung rồi y hệt như bà già vậy đó. Thái độ của anh như vậy có thể lấy được 0 điểm.
Tôi không ngại anh đi học lấy bằng ra giải cầu tiến để tán tỉnh, nhưng tôi không để anh dễ dàng vượt qua đâu. Nếu tôi gia nhập bảng xếp hạng lại vượt qua, cô làm gì được tôi? Tóm lại, tới trễ quá 15 phút tôi coi như anh vắng mặt. Nè, có gì kìa? Thi thể Trương Sình không thể nhận dạng được nữa, tin chắc đã chết lâu rồi. Alo, 3 số 9, phát hiện có thi thể trong hồ sen Đại học Quốc tế Hồng Kông. Chà, mỹ ý thịt bằm trong căng tin đại học đúng là chất lượng thiệt. Này, chén canh của cậu có uống không? Không uống đừng bỏ uống à. Nè, anh lau miệng trước đi, vừa thịt bằm vừa canh la tống, y như nguyên dũng máu vậy. Lúc nãy nhìn xác chết chưa đủ hả? Cậu có biết trên đời này cái gì là độc nhất hay không? Đó là loại độc thân như tôi, không được uống canh nhà nấu còn phải đi đưa tin. Tôi bắt độc bất thâm, xác phân quỷ, xác chết cháy, rồi xác bị chặt cái gì đó, chụp xong tấm hình lại là một hảo hán thôi. Nuốt không trôi, không có thịt bằm thì tôi nuốt không trôi đâu. À phải rồi, à, để tôi nộp bài, mau kể lại truyền thuyết ở hồ sen này cho tôi nghe thử coi, tôi ghi âm đó. Nè, tôi chỉ nghe kể thôi nha. Chuyện kể có một giáo sư đại học cùng với một nữ sinh viên phát triển một cuộc tình phi luân thường. Cả hai người hẹn nhau 12 giờ đêm, đợi nhau kế bên hồ sen, sau đó cùng nhau bỏ trốn. Người nữ thì đúng giờ lắm, nhưng mà còn người nam suốt đêm cũng không xuất hiện. Do cuộc sinh viên đó đau lòng quá, cuối cùng nhảy hồ tự tử, biến thành một ma nữ. Bắt đầu từ lúc đó, mỗi đêm đúng 12 giờ, con ma nữ đó đều xuất hiện bên cạnh hồ sen, sau đó đi khắp nơi. Cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu ai đó không biết đầu đuôi câu chuyện mà trả lời cổ. Hả? Bây giờ là 0 giờ 0 phút đó. Thì sẽ bị nó kéo xuống ao, sau đó chết đuối. Cho nên nhất định không được trả lời nó mấy giờ. Còn nữa, đồng hồ cũng không được cho nó coi. Ê, những vụ án tự tử này không có giá trị tin tức gì hết, nhưng mà cũng may có chuyện ma trong trường đóng gói. Alo, anh Được. À phải, anh có nói là cuối tháng trước có một cô gái ở nước ngoài về đội tự tử trên Facebook mà sau đó còn mất tích, có phải gì không? Tôi đã đối chiếu rồi, xác chết này là cổ đó. Thì đó, những chuyện nhỏ như hạt đậu không thể làm lớn. Nè, làm một bài tem để đăng chơi đi. Hả? À, chờ tôi về rồi mới tính sao, bye bye. Dù sao cũng là một mạng người, có chút lòng thương hại được không? Có phải chụp hình còn quan trọng hơn sinh mạng không? Có phải tin tức không thể hái ra tiền thì hoàn toàn không cần tình cảm không? Không lẽ một người chết đi, giá trị lúc họ còn sống cũng có thể hoàn toàn bị người ta xóa bỏ, luôn cả tư cách được người ta hoài niệm cũng không có. Cô thiếu hiểu biết thôi. Lúc tự tử cao trào, mỗi lần tôi cũng làm mấy vụ. Về tòa soạn đi. Nè, lát nữa có buổi tưởng niệm thầy đó. Thì sao chứ? Không lẽ anh tính không đi sao? Không đi thì sao chứ? Phó Tử Bác, đó là ba ruột của anh mà. Thầy đã mất tích 7 năm rồi, dù sống hay chết cũng không ai biết. Là một học trò, tôi cũng muốn làm chút gì đó cho thầy. Vậy còn anh là con ruột của thầy mà, thế nào anh không chút quan tâm chứ? Alo, tôi đi. Cái gì? Cái gì tiền bối? Đồng nghiệp đại học, các học trò, tôi mang tâm trạng đau đớn và luyến tiếc, dùng tư cách là chủ nhiệm khoa học viện nhân văn, tuyên bố buổi tưởng niệm giáo sư Phó Thông Minh chính thức bắt đầu. Giáo sư Phó tập trung nghiên cứu tập tục và lịch sử Hồng Kông, vô cùng nổi tiếng trong phạm vi học thuật này. 7 năm trước, khi giáo sư Phó đang tiến hành khảo sát, một đi không trở lại, từ đó biến mất không dấu vết. Chúng tôi đã dùng rất nhiều cách, cũng không tìm được tung tích của thầy. Dựa theo luật pháp Hồng Kông, giáo sư Phó Minh Thông mất tích đã 7 năm. Tòa án dựa theo trình tự đã quy định tuyên bố thầy đã chết. Thông qua buổi tổ chức tưởng niệm này, tưởng nhớ những công hiến khi sinh thời của giáo sư Phó Thông Minh. Tưởng nhớ đóng góp của ông, gửi gắm tình cảm nhớ nhung đối với người còn sống. Sau khi ba nói xong sẽ tới lượt chị. Và cũng hy vọng vì người thân của ông đến một dấu chấm viên mãn. Hôm nay
là buổi tưởng niệm giáo sư Phó Thông Minh, người thầy tôi kính trọng nhất. Tôi không nên đến trễ, nhưng vì tuần sang thập niên 60 này, tôi cảm thấy rất xứng đáng. Lúc nào thầy cũng nói, sự vật ở Hồng Kông biến mất nhanh quá, nhất là văn hóa bản địa, tập tục truyền thống. Nếu không giữ lại, trước sau sẽ không còn gì hết. Người không biết quý chắc chắn sẽ cảm thấy đây là rác rưởi, là cản trở. Nhưng người biết quý sẽ từ đó nghiên cứu được diện mạo dân sinh thời đó, xây dựng nên một Hồng Kông chân thật khác. Tôi cảm thấy thầy Phó đã có những cống hiến rất quan trọng, rất quan trọng trong lịch sử văn hóa Hồng Kông. Thầy tập trung nghiên cứu những chuyện thị phi nhỏ nhặt trong suốt quá trình lột xác của toàn bộ học viện nhân dân chúng ta, có công lao rất lớn. Chị Ba, chị khen giáo sư Phó chỉ có trên trời dưới đất không có như vậy, không sợ mất lòng người khác hả? Chị chỉ là có sao nói vậy thôi. Đỡ hơn ai đó, ba của mình mất tích suốt 7 năm cũng không chút quan tâm. Chị Ba, sau lưng chị là Quán Hào đang bước tới đó. Đã lâu không gặp. Về hồi nào vậy? Hơn 2 tháng trước thôi. Giáo sư Cố mời anh về làm giáo sư trợ lý cho một học kỳ. Giờ anh cùng anh về đây sao? Phải đó. Tuần trước cô ở bên Đức bay về đây. Ê, bộ lúc trước hai người đem khỏe chứ. Ê, anh không được khai ra đó, nếu không tôi đánh anh một trận nghe. Nè, sáng nay mới phát hiện một cái xác ở Hồ Sen đó. Mọi người có nghe nói cách đây rất lâu có người vì tình cảm mà nhảy xuống Hồ Sen tự tử hay không? Tôi cũng nghe mấy anh chị nói. Emily, cô có nghe nói người tự tử ở Hồ Sen không? Trước giờ trong trường luôn có những chuyện kỳ lạ như vậy mà, còn càng đồn càng quá đáng nữa. Vụ đó là thật đó. Nè, thực ra là ai vậy? Cô đừng có lấp la lấp lửng như vậy nữa. Nè, nhiều người biết lắm mà, nhưng mà cô không biết cũng không có gì lạ. Hả? Tôi mới năm nhất thì chịu thôi. Cô học năm 4, cô cũng học năm 4. Lý do nào cô biết cô không biết chứ? Nhất định phải biết hả? Hê Tử à, nói cho tôi biết đi, thực ra là ai vậy? Cùng lắm tôi hứa với cô không đồn ra ngoài. Tôi có biết không hả? Thì cô cũng biết đó. Thì chính là chị Lạp của cô, Phan Đoá Lạp. Hả? Thật sao? Tôi cũng không biết luôn đó. Tiến sĩ Phan vì người đàn ông lúc nãy nhảy xuống Hồ Sen tự tử sao? Cô bị bỏ hả? Tôi không biết, chị tôi không có nói gì với tôi. Không ngờ La Quán Hào này mặt mày sáng sủa lại đê tiện như vậy. Tôi không có bỏ cụ. Vậy anh nói đi, tại sao chị lại tự tử? Tóm lại là không liên quan tới tôi chút nào. Nhiều chuyện xong chưa? Còn nói nữa hả? Alo, lần trước tôi có hỏi ai đã bỏ tuần sang này ra mà. Họ Phó sao? Phóng viên, anh ta còn cả đống đồ đem đi bỏ sao? Ê, hey, cậu cũng đáng quý thiệt ha. Chuyển qua là phóng viên bất ngờ, có tin chụp cũng gửi về cho tôi. Lúc trước là tin bất ngờ, mấy ngày cũng không có một vụ. Bây giờ có nguyên cái xác để ngay trước mặt trình hình, không chụp thì có lỗi với bản thân mình lắm. Bác à, trước giờ tôi biết cậu năng nổ lắm. Cậu ráng cố gắng lấy được tấm bằng, tôi dành sẵn một chỗ cho cậu lên chức. Trời anh Đường à, đừng có phá em nữa mà. Anh cũng biết tính của em rồi đó, có thể tốt nghiệp là được rồi. Cậu thì về già mới học cầm bút. Viết bài gì đây? À, nghĩ ra rồi. Nè, cậu viết một bài ly kỳ ở trong trường đi, để cậu có thể kiêm nhiệm được hai bên. Môi giới thu hồi. Alo, nghe nè. Anh Phó à, lần trước anh nói đóng sách báo cũ đồng thau một nát đó, tôi đã tìm được người mua giùm anh rồi. Nhưng mà người đó muốn trực tiếp tới chỗ anh coi hàng. Cũng được đó, cứ lên đi. Là cô hả? Vô đi. Nè, tự nhiên coi, tự nhiên lựa. Lựa được thì cứ lấy, giá cả dễ thương lượng. Anh có biết tất cả mọi thứ ở đây đều do thầy đi khắp nơi dò hỏi, đi khắp Hồng Kông tìm từng thứ từ thứ một vậy không? Sao cũng được. Sao cũng được cái gì? Cứ việc trả một giá. Con người của tôi dễ nói chuyện lắm. Mục đích của tôi là dọn sạch mọi thứ ở đây. Sau khi xong xuôi, tôi sẽ bán căn nhà này liền. Là tâm huyết của cả đời ba anh đó. Thái độ xử lý của anh có thể tốt hơn một chút không? Anh làm như chê nó tới nỗi muốn đổ hết vô bãi rác vậy. Tôi nói thật cho cô biết, tôi không muốn xử lý một chút xíu nào hết. Uổng công anh đang theo học dân tộc học, còn là con của thầy Phó Thông Minh. Không ngờ anh lại đem minh chứng thời đại do thầy dày công cực khổ thu thập được coi như là rác rưởi sao? Lịch sử chính thống có chính phủ ghi chép như những chuyện thường nhật không đáng giá này, bao gồm cả ký ức dân gian của thời đại mới, chỉ có học giả dân tộc học mới có thể giữ gìn được thôi. Cô nói đến hết sức tình cảm, hết sức kỷ niệm vậy,
quan hệ giữa tôi và ông ta chỉ có ADN mà thôi. Đồ đạc ở đây, đồ đạc ở đây. Ông đều coi nó như là như ngọc như ngà, nhưng mà tôi nhìn thấy tôi đều mất ói đó. Có phải anh có thành kiến với ba của anh hay không? Tất cả mọi người đều rất là tôn trọng thầy, thầy coi tôi như con gái vậy. Nhưng mà ông không hề coi tôi là con. Năm học lớp 6, ông vô duyên vô cớ tự tôn tự tác bỏ công việc ở trung học, nó phải qua đức học tiến sĩ dân tộc học cái gì đó, hễ đi thì mấy năm. Má của tôi ngày nào cũng như đá giọng phu chờ ông trở về, u uất lâu ngày. Cho đến năm tôi học lớp 9, má đã bị bệnh nặng qua đời rồi. Cả đời má cũng không hưởng phúc gì hết. Má mong nhớ ngày đêm chỉ mong người chồng quay trở về. Học tiến sĩ gì mà ghê dữ vậy? Theo đuổi học vấn gì mà thanh cao tới vậy? Cô nghĩ tới cảm xúc của người thân hay không chứ? Cô kêu tôi tôn trọng ổng. Được, ổng coi cô là con chứ gì. Sau chìa khóa này là do tiến sĩ để lại cho cô chứ gì. Mọi thứ ở đây tôi không lấy thứ gì hết, tôi giao lại hết cho cô. Tóm lại sau khi cô làm xong rồi, trả lại chìa khóa cho tôi, vậy là được. TVB kinh điển hân hạnh mang đến cho quý khán giả những thước phim kinh điển đã góp phần đưa tên tuổi TVB và sau Hồng Kông ra khắp châu Á với loạt phim võ hiệp kinh điển. Phim hài vui nhộn, phim gia đình đầy cảm động, phim tâm lý hấp dẫn cùng những cuộc đấu trí cam go để tìm ra chân tướng sự thật. Kênh phim kinh điển chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm xem phim thú vị đến cho bạn. Hãy cùng TVB thưởng thức kinh điển, ôn lại cảm xúc. Tất cả có tại kênh TVB kinh điển trên YouTube. Quét mã QR để đăng ký theo dõi kênh TVB kinh điển, thưởng thức phim hay. Phó giáo sư thỉnh giảng tiến sĩ La Quán Hàm. Tiến sĩ La, lại là bưu phẩm của anh, sao nhận hoài cũng không hết vậy? Cảm ơn. Mấy năm qua tôi không ở Hồng Kông, tài liệu nghiên cứu của tôi ở Hồng Kông đều để ở công ty của em vợ tôi. Vợ tôi mới dọn dẹp xong nên gửi về văn phòng của tôi thôi. Có phải cô có thắc mắc gì không? Cực thân cô, còn lại một lô thì coi như gần đủ rồi, cảm ơn nhiều. Cô sao rồi, có được không đó? Không có gì chứ. À, không sao. À phải, những thứ cần chuẩn bị tối nay tới đâu rồi? À phải rồi, em có chút đồ vẫn chưa mua. À, em đi mua dây ni lông và canh đuôi bò nha. Nè nè nè, cô cần anh phụ không? Từ từ thôi. Anh à, anh xuống căng tin mua một ly trà chanh lạnh giùm em. Ok. À, em cũng bỏ quên đồ ở bãi đậu xe, em xuống dưới lấy với anh ha. Cũng được. À, xin lỗi nha, xin lỗi. Khiêng cái này đi. Cẩn thận nha. Nè chị ba, tiến sĩ La bị vợ của ảnh lấn át rồi. Mặc kệ chuyện người ta đi. Cảm ơn. Khi vô trong hả? Ờ phải. Vô thùng như vậy là cái gì? À, tất cả những thứ này đều là hồ sơ và sách của thầy phó. Con của thầy phó nói nhà không còn chỗ để nên đem bỏ. Cô Phan mới dọn về đây đó. Để tôi khi vô trong giùm cô. Chị ba, em đi lấy luôn những thứ còn lại cho chị. Không được. Cảm ơn anh, thầy cố. Không có gì. Thực ra tôi giúp con tôi thôi. Cảm ơn ba. Ừ. Em ra ngoài trước nha. Ừ. Cô Phan à. Ừ? Đêm đó người mới tối nay có phải chương trình cũng giống như mọi năm không? Thật ra năm nào cũng giống như nhau thôi. Thật ra tôi có thể giúp cho cô. Thật ra hoạt động sinh viên của chúng tôi nghĩ thầy sẽ cảm thấy buồn chán hơn. Dạ là ma đùa giỡn thôi, thật ra tôi thích chơi lắm. Cũng được, nếu thầy không ngại chúng tôi hoan nghênh. Dạ phần cho tôi nha. Ừ. Các tân sinh viên của khoa dân tộc học, tôi xin giới thiệu, tôi là hội trưởng hội dân tộc học năm nay, Hoàng Nhã Tử. Mọi người có thể gọi tôi là Tử hay là Suzy. Còn cô Phan đây chính là cố vấn của chương trình lần này của chúng ta. Sao có hứng thú tới đi chơi vậy? Đương nhiên rồi, anh đã hứa với tòa soạn viết một bài về chuyện ly kỳ trong trường mà. Thì ra tới moi tin. Chính xác. Chương trình tối nay có thể nói là vô cùng đặc sắc. Chủ yếu là chúng ta tham khảo theo truyền thống đã thành thông lệ của khoa chúng ta qua bao năm qua. Đó chính là đi khắp những địa điểm ly kỳ của trường chúng ta. Trạm thứ nhất là chỗ này. Đúng ra mọi người có một hội phó phụ trách dẫn đường tối nay. Cổ tên là Thi. Mấy hôm trước tôi đã phát hiện
xác của cụ ở đây. Còn chỗ này có câu chuyện gì? Đây gọi là cầu than thử. Nghe nói có một sinh viên nữ do thi tốt nghiệp không đạt, năn nỉ thầy phụ trách thêm điểm, cuối cùng không thành công. Cũng một lúc nghỉ quẩn, cô đã nhảy từ trên cây cầu này xuống dưới. Cổ của cụ bị cửa sắt cắt qua, tạo thành hai khúc với thân người của cụ. Chết rất là khủng khiếp luôn đó. Cảnh sát tìm được thi thể của cô gái đó, nhưng mà bấy lâu không tìm được đầu của cổ. Nếu mọi người đi ngang cầu than thở, đặc biệt là lúc ban đêm, đừng có nên nhìn lên trên nha. Nếu không thì rất có thể mọi người sẽ nhìn thấy cái bây giờ cảnh sát không tìm được đó. Cái đầu kìa. Đàn ông con trai sợ đến bỏ chạy không kịp. Ảo thuật thôi mà, còn giả bộ nữa hả? Ra đây, ra đây mau. Nè, thật ra nãy giờ trợ lý trốn dưới gầm bàn. Cổ chỉ là lợi dụng tấm gương này để mà che mắt mà thôi. Chiêu này cũ lắm rồi. Không biết ở đây có truyền thuyết gì nữa. Lúc trước ở đây có một bảo vệ, ổng có trách nhiệm lắm. Tối nào cũng đi tuần tra và kiểm tra đủ chìa khóa. Ai ngờ có một hôm ổng phát hiện có một chìa khóa tủ rất quan trọng bị mất. Ổng tự trách mình, tìm mãi cũng không tìm được. Cuối cùng ổng tự tử chết rồi. Ổng chết không bao lâu thì có sinh viên nhìn thấy ổng đi tuần tra xung quanh đây, làm đúng trách nhiệm lúc ổng còn sống. Ổng còn nói với những người ổng gặp đúng một câu. Chà, đàn ông con trai có cần bỏ chạy không kịp vậy không? Làm ơn, có ai nhìn thấy chìa khóa của tôi không? Có nhìn thấy không? Có phải sau này không? Cái tôi cần là chìa khóa này. Tài diễn xuất của hai chị đã giỏi lắm rồi. Mọi người đã sợ đến nhảy dựng lên rồi kìa. Giỡn chơi thôi. Chìa khóa trả lại cho cô. Cảm ơn. Các em sinh viên, chơi vui vẻ nha. Cô cũng nghiêm túc thiệt đó, mời luôn cả diễn viên hả? Lúc nãy người làm giả bác chìa khóa là chủ nhiệm khoa của chúng ta, giáo sư Cố Tại Dung. Chủ nhiệm khoa? Nè, chỗ này á là đường hầm thời gian trong truyền thuyết. Tuyên truyền sau khi qua 12 giờ đêm, nếu bạn đi ngang qua đây, có người dịnh giai của bạn hay là gọi tên bạn, đừng bao giờ quay lại. Bởi vì chỉ cần bạn quay người lại sẽ nhìn thấy một người giống y như bạn vậy. Chuyện gì nữa đây? Giỡn xong chưa vậy? Gì chứ, tưởng tôi sợ hả? Tôi phụ họa thôi. Đi đi. Trời sao tối vậy? Tối quá. Ê, cô Phan à, em thấy không được khỏe lắm. Mọi người đi trước đi, em đi vệ sinh nha. Căn này chính là phòng nam sinh canh đuôi bò ở trong truyền thuyết. Lúc trước có một cặp tình nhân sinh viên, người nam thì ở ký túc xá này, còn người nữ thì ở trên lầu. Sau khi qua thời gian thăm hỏi khác phái, đôi tình nhân này mạnh ai nấy về phòng ôn bài. Đêm nào người nữ cũng đứng ở ngoài cửa sổ treo một hũ canh đuôi bò xuống cho người nam. Có một đêm, người nam đó cũng nhận được một hũ canh đuôi bò giống như bình thường nên đem đi uống. Qua hôm sau, người nam lên trên để tìm người nữ. Ai ngờ anh ta phát hiện người nữ đã chết mấy ngày rồi. Có canh chưa vậy? Trời ơi, 1 giờ mấy rồi sao? Khuya lắm rồi, tôi phải đi đó. Đợi một lát đi. Đi vệ sinh có được không vậy? Có ai đi vệ sinh hay không? Tôi đi. Tôi cũng đi. Đợi tôi với. Không lẽ cô tự đi vệ sinh thật sao? Em cũng không biết, con người cổ lúc nào cũng bê bối lắm, thì tức chết mà. Sao hả, chờ gần nửa tiếng rồi. Canh gì cũng phải nấu xong rồi chứ, uống hết, rửa sạch cái chén, sau đó hông khô cũng còn dư giờ nữa. Ê, không chơi nữa, tôi đi trước à. Tới rồi. Canh đuôi bò. Nè, ai cũng có phần hết, không cần gấp. Ai chà, vẫn còn nóng nha. Rồi, chuẩn bị xong rồi. Nè, chúng ta cạn ly vì chuyến đi gặp ma lần này của chúng ta. Cạn ly.
Nè, bây giờ canh đôi bà cũng uống xong rồi, để tôi lên trển hội kiến ma nữ cái đã. Ê, tranh thủ đi, còn về nhà ngủ sớm nữa. Còn giả bộ nữa sao? Nè, nè, còn giả bộ nữa hả? Chết thiệt rồi. Tử à, đừng bước vào. Đã tới hiện trường vụ án, thời gian là 7 giờ sáng. Bên ngoài hiện trường không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Đồng nghiệp, bên trong cũng không có bất cứ khả nghi gì. Đây là phòng ký túc xá nữ canh đuôi bò trong truyền thuyết phải không? Có phát hiện được gì kỳ lạ không? Trên cổ của nạn nhân có vết xiết, nghi ngờ là bị giết nhưng còn phải đợi pháp y. Tôi không phải nói chuyện đó. Tôi muốn hỏi thăm, có nghe được tiếng gì lạ giống như phụ nữ vậy? À, thí dụ như còn không thì là có không? Có không? Không có. Vậy có ngọn gió hiu hiu nào thổi qua vai, thổi đến hai người thấy ớn lạnh, nổi hết da gà không? Có không? Có không? Không có. Chỗ này ghê như vậy cũng không có gì. Không lẽ phải dùng phép mới nhìn thấy thứ siêu tự nhiên sao? Tôi biết rồi, chắc chắn là chính khí mạnh quá. Sư huynh à, anh thuộc bộ phận nào vậy? Thì tổ trọng án. Tổ trọng án có thể đưa thẻ cho chúng tôi coi không? Thật ra tôi có chỗ nào không giống cảnh sát chứ? Đừng hiểu lầm, đông người quá giấy tờ dễ nhận dạng hơn. Có hiểu lầm gì hả? Nè 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 nè, mau trình thẻ ngành đi. Nếu không làm sao người ta biết anh là cảnh sát chứ sếp dịch. Thanh tra cao cấp tổ trọng án Dịch Minh Hiền. Cảm ơn sếp. Được, không thành vấn đề. Ủa, sao xuất hiện ở đây vậy? Đăng ký lớp sở thích sao? Tôi là một trong những nhân chứng của vụ án này mà. Anh là người đầu tiên phát hiện nạn nhân nữ. Anh bước tới phòng ký túc xá nữ nhìn thấy cái xác độ khoảng mấy giờ? 1:35. Anh khẳng định à? Đêm chào đón tổ chức tới khuya, cả đêm tôi đã muốn rút rồi, cho nên lúc nào tôi cũng có theo dõi vợ. Có nghĩa là khoảng 1:30 thì nữ sinh đó vẫn còn sống. Hung thủ đã giết chết cổ trong vòng 5 phút. Vậy trong khoảng thời gian lúc nãy tôi nói, ký túc xá có ai ra vào không? Lúc đó ký túc xá vẫn đang sửa chữa, chưa có ai vô. Camera trước cửa ký túc xá chỉ quay được đám người này. Thông lệ của đêm chào đón là hù người mới. Kế hoạch ban đầu của cô Tử là muốn lén lút lên ký túc xá nữ sinh, treo canh đuôi bò xuống hù dọa mọi người. Độ khoảng trên dưới 1 giờ, cô đã rời khỏi tầng lầu ký túc xá nam sinh. Sau đó trễ hơn 20 phút so với kế hoạch ban đầu. Đến khoảng 1:30, chúng tôi mới nhìn thấy cổ treo canh đuôi bò xuống. Uống xong, chúng tôi lập tức chạy lên tìm cổ. Thật ra cũng còn một cách, có thể không cần thông qua bên ngoài cũng có thể vào ký túc xá. Đó là từ tòa nhà giáo vụ thông qua đường hầm thời gian rồi tới ký túc xá. À phải, ra vào tòa nhà giáo vụ phải quẹt thẻ, hai người có thể kiểm tra thông tin được. Từ tòa nhà giáo vụ qua ký túc xá gây án, đó là khả năng duy không nhất. Không phải, còn một khả năng nữa. Là cái gì? Ký túc xá có ma thật. Mọi người làm gì phản ứng dữ vậy? Chuyện gì cũng phải dùng thái độ cởi mở chứ. Cho dù suy luận của anh đường cỡ nào tôi cũng chấp nhận được. Sếp à. Chuyện gì nữa? Ở đây ai cũng có thể nói là có ma. Sếp là cảnh sát thì không được. Bởi vì đôi khi hung thủ sẽ cố tình biến phương pháp phạm tội của mình thành chuyện ma để đánh lừa cảnh sát, làm suy giảm quyết tâm phá án của cảnh sát. Bản thân thì sống ngoài vòng pháp luật. Có tư duy lắm, nhưng mà tôi cũng chấp nhận. Chị ba, sao chị không ngủ thêm một lát? Tối qua thức suốt đêm mà. Tỉnh rồi không ngủ được nữa. Chị ba, thật ra cái chết của cô Tử không liên quan đến chị. Chị đừng như vậy mà. Em có biết chị giận nhất là cái gì không? Người ta lợi dụng dạ tiệc chào đón của khoa dân tộc học để giết người. Chị dự định làm gì? Chị phải đòi lại công bằng cho cô Tử. Phan Đoá Lạp ngày sinh thề, nhất định phải trả lại trong sạch cho ma nữ canh đuôi bò. Sếp Dịch à, sếp đừng cúp máy tôi nữa. Nếu ngày nào sếp vẫn không chịu gặp tôi, ngày đó tôi cũng gọi trái máy của sếp. Cô Phan à, nếu cô muốn gặp tôi như vậy thì cứ ra gặp đi, có khó gì chứ. Tôi sẽ gửi thời gian địa điểm vào điện thoại của cô, bye bye. Nha, đừng gọi tới nữa nha, làm ơn.
Cảm ơn. Nè, anh có nói hay không vậy? Ăn xong tôi sẽ nói ngay mà. Anh không nói tôi làm sao ăn được đây? Tôi không ăn thì làm sao nói? Anh nói xong tôi sẽ ăn liền mà. Ăn xong rồi tôi mới nói. Xếp dịch. Sao ở đây vậy? Dù sao hai người cũng muốn ngồi tin thôi. Tôi nói hết một lượt còn hay hơn. Nếu không phải nói mấy lần sao? Nè, ngồi đi. Nè, sếp dịch à, trước giờ chúng ta luôn hợp tác mà, chúng ta biết giới hạn của đối phương mà. Bây giờ sếp kêu cổ tới đây, chúng ta nói chuyện cũng phải giữ chừng mực, làm sao mau lẹ được. Nào, anh ấy thì giết chuyện, cô Phan thì vì điều tra hung thủ giết học trò của cổ. Cả hai có xung đột không? Ờ không. Không có chứ gì. Tôi tốt bụng với anh, với người ta cũng phải đối xử công bằng, bởi vì tôi rất lịch sự. Sếp dịch à, thì sếp kể lại vụ án đi. Bác sĩ pháp y nói thời gian tử vong là từ 1 giờ tới 2 giờ. Tôi đã kiểm tra camera, nhật ký quẹt thẻ. Sau 1 giờ, người còn tới tòa nhà giáo vụ, nhiều vô số. Bởi vì tối qua có nhiều khoa khác nhau đang tổ chức dạ tiệc. Nhưng mà sau 1 giờ rưỡi tất cả sinh viên đều đã giải tán hết rồi. Có một điều rất kỳ lạ là vẫn còn 3 nhân viên giáo vụ lại trong tòa nhà giáo vụ. Tối hôm đó tôi ở văn phòng dọn dẹp, làm tới nửa đêm, độ khoảng 1 giờ 15 mới về. Tôi và chồng tôi đang dọn dẹp ở trong phòng, rút ra về độ khoảng 1 giờ 15. Tôi xử lý giấy tờ trong phòng của mình, tới 2 giờ mới về. Ra khỏi cửa thì thấy có xe cảnh sát, mới biết có chuyện xảy ra. Tôi đã đối chiếu camera và nhật ký quẹt thẻ, chứng minh được không có chênh lệch so với những gì họ nói. Khoảng 1 giờ rưỡi cô Tử thả canh đuôi bò xuống, còn vợ chồng La Quán Hào thì rời khỏi tòa nhà giáo vụ trước 1 giờ 15 phút. Họ có chứng cứ ngoại phạm mà. Có nghĩa là người duy nhất ở lại tòa nhà giáo vụ chỉ còn lại thầy cố thôi. Emily. Cô Phan à, em bỏ quên tài liệu báo cáo ở văn phòng của cô. Cô có thể cho em mượn chìa khóa hay không? Cô Phan, xin lỗi nha, khuya rồi còn làm phiền cô, bởi vì em phải làm báo cáo. Không sao, tôi có mang theo thôi. Ngày mai em trả lại cô nha. Để tôi cùng về với cô. Hả? Tôi cũng bỏ quên đồ. Bác Tài, làm ơn đại học quốc tế. Lát nữa em còn phải lấy thư giùm ba em nữa. Ừ. Ê, xin lỗi nha cô Phan. Em nghĩ có lẽ chìa khóa này của cô nè. Không sao, thử sẽ biết ngay. Chính xác. Đi được rồi. Chẳng phải cô nói đi lấy thư giùm thầy cố sao? À phải rồi. Ủa, cô không mở được nữa đâu. Lúc nãy cô làm rớt chiếc đó. Không phải là chìa khóa của phòng tôi, cũng không phải là chìa khóa của phòng thầy cố, mà là chìa khóa văn phòng của thầy phó. Cô quên mất căn phòng tôi đang ngồi hiện nay năm xưa là phòng của thầy phó sao? Phó Tử Bác đã đưa chìa khóa của thầy phó cho tôi. Tôi đã vô tình phát hiện rằng trên chìa khóa của thầy và của tôi khác nhau. Rõ ràng căn phòng không có thay ổ khóa, lý nào lại khác nhau? Cho nên tôi phát hiện cái tôi đang giữ hoàn toàn không phải là cái ban đầu của tôi. Còn cô thì hối hả kêu tôi cho mượn chìa khóa. Lúc đó đã nhắc nhở tôi, thật ra tôi đã bị đổi chìa khóa hồi nào. Đó là lúc thầy cố giả làm bác chìa khóa đã đánh tráo chìa khóa của tôi. Cho nên sau khi thầy cố gặp chúng ta xong, thực tế thầy không có chìa khóa để vào phòng của mình, càng không thể nào giống như những gì thầy nói trong lời khai đã ở trong phòng của mình dọn dẹp đến nửa đêm 2 giờ. Đó chính là lý do cô âm thầm lên đây đánh tráo chìa khóa với tôi, mục đích là muốn che giấu chuyện thực tế ba cô đã nói dối trước mặt cảnh sát. Chìa này là chìa khóa vốn dĩ thuộc về thầy cố, tôi hoàn toàn không có lấy ra. Nếu chìa khóa này có thể mở được căn phòng đó, chứng tỏ là tôi suy đoán không sai. Ông Cố Tại Dung, lần trước ông cho lời khai có nói hôm xảy ra vụ án suốt cả đêm ông đã ở trong phòng của mình xử lý giấy tờ. Tôi muốn hỏi thử, lúc đó ông không có chìa khóa trong tay, làm sao về phòng làm việc được chứ? Tôi không hiểu tại sao. Rõ ràng tối qua tôi mở được cánh cửa này, nhưng hôm sau tới sở cảnh sát cho lời khai xong, sau khi trở về không mở được nữa. Trái lại qua phòng của cô Phan thì tôi mở được cửa. Ông Cố, ông có biết cho lời khai giả tội nặng lắm không? Tôi không có nói dối. Vậy tại sao chìa khóa lại thay đổi vậy? Tôi không biết. Có thể có người hãm hại tôi, sau đó đánh tráo. Còn không thì tôi từng giả làm bác chìa khóa. Bị bác chìa khóa thật chơi khăm ngược lại cũng không chừng. Hãy
Emily à, thật ra cô không biết tối hôm đó thầy Cố đi đâu sao? Tôi không biết, nhưng tôi chỉ có thể khẳng định một chuyện. Tôi biết chuyện này nhất định không liên quan tới ba tôi. Lần này làm phiền hai vị nhiều lắm. Không có gì, nếu thấy cần chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với ông. Cũng được, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm một công dân tốt. Trời, máu. Thầy Cố, bưu phẩm này gửi cho ông đó. Không phải chứ. Từ Suzy Hoàng. Tên tiếng Anh của nạn nhân Hoàng Nhã Tử chính là Suzy. Lấy dao cắt. Quan hồn hồ sen chưa siêu thoát, hãy nhớ cổ đã chết vì ông. Cẩn thận sếp. Cảm ơn sếp Dịch. Sếp Dịch nói quyết thư trong bưu phẩm đe dọa trùng khớp với nhóm máu của cô Tử. Cô Tử đe dọa thầy Cố, tức là thầy Cố và cô Tử có ân oán riêng tư, vậy thì thầy Cố cũng có động cơ giết người. Nhưng mà thầy Cố nói như đinh đóng cột là không có thù oán gì với cô Tử hết. Ông còn chửi lại đám cảnh sát nữa, nói tôi mới là người bị hại, tôi bị người ta hăm dọa, sao lại xử tôi như tội phạm vậy? Alo, anh Đường hả? Có tin tức nè. Thì ra nạn nhân nữ đã hăm dọa thầy giáo nói dối đó, có ân oán với nhau đó. Ừ. Ê, cô làm gì vậy? Anh chưa nắm chắc báo tin cái gì? Anh biết ân oán riêng tư là cái gì sao? Anh biết oan hồn ở hồ sen là cái gì sao? Ở hồ sen? Chúng ta phát hiện ra cái xác có thể là oan hồn hồ sen. Vào đi. Nè chị ba. Mỹ Mỹ à? Hả? Cô gái chết ở hồ sen có phải là bạn học của em không? Hai người quen phải không? Dạ biết. Lưu Vịnh Thi chứ gì. Em nhớ cô từng ra nước ngoài làm trao đổi sinh viên nữa. Hình như mới về khoảng nửa năm mà thôi. Nhưng mà không thân lắm. À, ngồi đi ngồi đi. Vậy cổ và cô Tử có thân hay không? Ờ, trái lại hai người đó chơi rất thân. Là bạn thân đó. Quan hồn hồ sen không siêu thoát, hãy nhớ cổ đã chết vì ông. Hình như nghe nói truyền thuyết ở hồ sen liên quan đến tình yêu thầy trò. Không lẽ cô Thi tự tử vì tình và đối tượng yêu đương của cổ là thầy Cố sao? Ghê vậy. Nè, lần trước anh nói nhìn thấy cổ lên Facebook nói muốn tự tử mà, cổ viết cái gì? Đại loại là tự tử vì tình mà thôi. Em có Facebook của cổ. Chà, không có anh, em chẳng thà chết hả? Tức là cô Thi và thầy Cố có tình thầy trò. Thầy Cố đã bỏ cô Thi. Cô Thi đã tự tử vì tình. Cô Tử đã giúp cô Thi đe dọa thầy Cố. Thầy Cố liền giết người diệt khẩu. Ba tôi không có giết người. Chắc chắn là không có. Hey, chúng tôi đang chơi trò chơi 999, ai là hung thủ thôi. Nói đùa mà. Cho dù ba tôi có cho lời khai giả đi chăng nữa, thì ba nhất định không có tình thầy trò với cô Thi. Trước giờ ba rất thương tôi và má tôi. Ba không làm những chuyện có lỗi với tôi và má tôi đâu. Vậy ba cô có nói với cô tối hôm đó ông ta không ở trong phòng thật sự đã đi đâu hay không? Luôn cả tôi ba cũng không nói. Tôi thật sự rất muốn giúp ba nhưng mà lại không biết làm sao giúp. Cô Phan à, hay là cô giúp ba em đi. Nếu cô có thể giải tỏa được bí ẩn ma nữa Tân Nương Đàm, còn anh nữa Phó Tử Bác, anh cũng có thể hỗ trợ mà. Hả? Hai người tin tôi đi. Ba tôi là vô tội, ba bị người ta hãm hại. Hai người nhất định phải rửa sạch hàm quan này cho ba tôi. Được, tôi giúp cô. Bất hư chi, quá khứ, hôm thiên, y hậu, chẳng chẳng gần như. Sở hữu đi, giờ nhật bài trong liên y. Bất kỳ đa nà lời, hay điên, bình yết bình ngột kỳ niên. Bất sĩ ngô, chơi niên, chơi yu nà. TVB kinh điển, hân hạnh mang đến cho quý khán giả những thước phim kinh điển đã góp phần đưa tên tuổi TVB và sau Hồng Kông ra khắp châu Á với loạt phim võ hiệp kinh điển. Phim hài vui nhộn, phim gia đình đầy cảm động,
phim tâm lý hấp dẫn cùng những cuộc đấu trí cam go để tìm ra chân tướng sự thật. Kênh phim kinh điển chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm xem phim thú vị đến cho bạn. Hãy cùng TVB thưởng thức kinh điển, ôn lại cảm xúc. Tất cả có tại kênh TVB kinh điển trên YouTube. Quét mã QR để đăng ký theo dõi kênh TVB kinh điển, thưởng thức phim hay.